Đến thời điểm này, đã quyên góp được 5 tấn gạo, 15 tấn rau củ quả tươi và nhiều thực phẩm khô khác để gửi tiếp tế cho người dân ở vùng cách ly do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc làm đầy nghĩa tình của các tăng ni, Phật tử, nhân dân trên địa bàn huyện Triệu Phong góp phần cùng với cả nước hỗ trợ cho người dân vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong mùa dịch.